thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc các em thăng hoa học giỏi. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo kính mến, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn vốn là những đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trân trọng quá khứ, trân trọng lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững cho tương lai. Đồng chí Nguyễn Thị Sinh, nguyên hiệu trưởng nhà trường, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện Lạc Sơn nói chung và sự nghiệp giáo dục của trường tiểu học Phụ Bản nói riêng. Đến nay, đồng chí đã được về nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Hôm nay, trong không khí ấm áp tình, đầy tình nghĩa, chi bộ, nhà trường, công đoàn trường tiểu học Phụ Bản trân trọng tổ chức buổi gặp mặt chia tay cũng là sự tri ân với đồng chí Nguyễn Thị Sinh. Tới sự buổi chia tay hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía lãnh đạo địa phương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Phạm Hồng Đức, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Vũ Quốc Cam, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, cùng với đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức ban ngành đoàn thể thị trấn và cùng với được xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được hân hạnh đón tiếp các đồng chí trưởng bộ, phó trưởng bộ, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cùng một huyện và toàn thể các đồng chí là ban giám hiệu trường tiểu học cùng một huyện, trường mầm non Hoa Hồng, trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu và trường tiểu học Ngọc Sơn. Xin trân trọng giới thiệu đại diện đại biểu của công ty xây dựng đô thị Hà Phú. Xin trân trọng giới thiệu ban đại diện của cha mẹ học sinh trường tiểu học Phụ Bản. Xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Sinh, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Phụ Bản. Từ buổi chia tay hôm nay, còn có sự góp mặt đông đủ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chia tay đồng chí Nguyễn Thị Sinh là chia tay một người chị, một người đồng nghiệp đáng mến, luôn gương mẫu với tinh thần trách nhiệm cao. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Sinh, chia tay với đồng chí nguyên hiệu trưởng, nguyên chủ tịch công đoàn. Chúng tôi, những người tiếp nối sự nghiệp mà đảng và nhà nước giao phó, khó nói hết được tình cảm của mình. Chỉ mong muốn rằng, đồng chí mãi là đồng nghiệp, là cô hiệu trưởng của trường tiểu học Phụ Bản. Mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm đầy quý báu cho những đồng nghiệp hậu thế của đồng chí. Chúng tôi xin hứa giữ vững và phát huy thành quả mà đồng chí đã góp phần xây dựng trong nhà trường, giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong giờ phút chia tay đầy thương tiếc này, thay mặt ban chấp hành công đoàn trường, kính chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Mong đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho các hoạt động và phong trào tại địa phương. Một lần nữa, kính chúc đồng chí về nghỉ hưu mạnh khỏe, vui vẻ, an nhàn và hạnh phúc. Kính chúc sức khỏe toàn thể các quý vị. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, trước tiên xin thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Phụ Bản xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, công an thị trấn Phụ Bản và các đồng chí là chủ tịch hội, lãnh đạo các đoàn thể địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Sinh hiệu trưởng được nghỉ hưu theo chế độ nhà nước, các đồng chí là trưởng cục, phó trưởng cục, các đồng chí ban giám hiệu của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phụ bổng viện và toàn thể các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có mặt đông đủ trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Sinh, chỉ còn chút ít thời gian là kết thúc một năm học và bước sang thềm năm học mới, sang năm mới. Thầy và trò trường tiểu học Phụ Bản đang cố gắng hết sức hoàn thành mọi hoạt động giáo dục để đón một năm mới hân hoan và phấn khởi. Xong, cái gì đến sẽ đến, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Phụ Bản phải lưu luyến chia tay đồng chí Nguyễn Thị Sinh.
nguyên hiệu trưởng về hưu theo chế độ của nhà nước. Một con người đã 34 năm công tác gắn bó với sự nghiệp chồng người. Trong suốt 34 năm công tác, đồng chí đã từng tham gia giảng dạy và làm công tác quản lý. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Thị Sinh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian công tác tại trường tiểu học Nhật Bản, đồng chí Sinh đã chỉ đạo nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn, đưa nhà trường trở thành trường chất lượng cao của huyện Lạc Sơn, được phụ huynh và các em học sinh tin tưởng. Năm học 1986-1987, thực hiện điều lệ trường tiểu học cũng cùng sự điều động của cấp trên, đồng chí Sinh đã luân chuyển và gắn bó với trường tiểu học Nhật Bản là 29 năm công tác. Có 17 năm đồng chí là hiện phó hiệu trưởng và 9 năm giữ chức vụ hiệu trưởng. Trong quá trình làm việc, đồng chí Sinh là người lãnh đạo đầy tâm huyết. Đồng chí Sinh đã truyền lại cho nhà trường nhiều bài học quý báu về công tác quản lý chỉ đạo. Đồng chí Sinh là tấm gương sáng cho nhà trường về đạo đức nhà giáo, tận tụy với công việc. Đồng chí là người cán bộ quản lý có tầm nhìn xa trông rộng, đã xây dựng chiến lược phát triển nhà trường rất khoa học, mang tính khả thi cao. Biết huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường một cách hiệu quả, giúp nhà trường từng bước tiến bộ về mọi mặt. Khi xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của trường, đồng chí tuân thủ các nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở và luôn là người gương mẫu thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn thể hiện sự tỉ mỉ, chu đáo trong từng công việc. Trong suốt thời gian công tác, đồng chí đã nhiều năm đạt danh hiệu khen thưởng các cấp, bằng khen của Bộ Giáo dục, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều danh hiệu khác. Trong cuộc đời trường, đồng chí là người chị, người đồng nghiệp có tấm lòng bao dung, nhân hậu, đồng chí luôn gần gũi, thân thiện với chúng tôi để động viên, chia sẻ bản thân, gia đình có sự khích lệ động viên khi thành đạt, cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau phấn đấu cống hiến, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua những tình huống bất ngờ cấp bách để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nay đồng chí đã được nhà nước cho nghỉ công tác, biết là theo quy định, nhưng vẫn tạo ra một khoảng trống lặng trong lòng của chúng tôi, trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Nhật Bản. 29 năm công tác dưới mái trường tiểu học Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Thị Sinh đã gắn bó biết bao nhiêu những kỷ niệm cùng với các thế hệ thầy cô và đồng nghiệp. Trước giờ chia tay, cô giáo đã cùng trải nghiệm suốt 27 năm cùng đồng chí Nguyễn Thị Sinh, chắc chắn có nhiều những lời muốn nói, muốn chia sẻ, tâm sự với người chị, người bạn, người đồng nghiệp trước khi đồng chí Nguyễn Thị Sinh về nghỉ tiến độ. Sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Bùi Thị Biên, người đã công tác với đồng chí Sinh gắn bó trong suốt 27 năm tại trường tiểu học và xin kính mời. Kính thưa các vị đại biểu quý, thưa toàn thể các đồng chí đồng nghiệp, tôi xin thay mặt cho các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường có đôi lời tâm sự trong buổi gặp mặt thân mật lưu luyến chia tay đồng chí Nguyễn Thị Sinh, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Thị Bản về nghỉ hưu. Đây là niềm vui khi tôi được thay mặt các đồng chí lên đây để chia sẻ ôn lại những kỷ niệm đã qua, nhưng chính điều này cho tôi lại thấy vô cùng bùi ngùi xúc động. Kính thưa toàn thể đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Sinh đã có hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chồng người. Hơn 30 năm đó, đồng chí đã dành 29 năm để gắn bó với trường tiểu học Nhật Bản trên nhiều cương vị khác nhau: giáo viên, chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng và dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn thể hiện rõ năng lực của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, luôn quan tâm sâu sắc với đồng chí đồng nghiệp, coi trường là nhà, luôn học sinh yêu lo, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí có những đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh của nhà trường. Trong những năm công tác dưới mái trường này, đồng chí đã cùng đồng nghiệp trải qua không ít khó khăn, nỗ lực hết mình để xây dựng trường, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục.
người là vậy. Và trong cuộc sống đời thường, đồng chí Sinh cũng như là một người chị luôn thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của anh chị em trong trường. Dưới mái trường này, tôi được làm việc với chị 27 năm. Tôi nhận thấy chị rất gần gũi và thân thiện. Mỗi khi gia đình đồng nghiệp có việc vui buồn thì chị như người chị bạn trong gia đình. Chưa muốn nói lời chia tay với chị, dù biết đó là điều không thể. Đến giờ cũng chia tay này, với những lời chia sẻ bằng hòa, những tình cảm vô cùng sâu sắc, chúng em rất muốn tâm sự với chị nhiều và nhiều hơn nữa. Sau thời gian có hạn, chúng em xin hứa với chị, chúng em ở lại, sẽ cố kế tục sự nghiệp mà Đảng và nhân dân giao phó, tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, giữ vững khối đoàn kết xây dựng nhà trường ngày càng vững chắc hơn. Chúng em mong muốn chị bỏ qua hết những kỷ niệm không vui, những lần gỡ mà chúng em đã mang ưu phiền đến với chị. Dù đã nghỉ hưu, nhưng chị hãy luôn dõi theo chúng em, luôn quan tâm đến nhà trường để có những chia sẻ kinh nghiệm, không ngừng góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác giáo dục dạy và học của trường đại học của bản nói riêng ngày càng đạt kết quả và cao hơn nữa. Và tiếp những các đồng chí và được nhiều đồng chí thứ nhất
được tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn Trung Bằng, rồi là tham gia ít nhất được 3 khóa cấp ủy, và là sự tin tưởng của lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương, cũng như sự tin tưởng của các bậc phụ huynh của thị trấn Trung Bằng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy giáo và cô giáo trường tiểu học Hòa, hôm nay trường tiểu học Hòa tổ chức buổi gặp mặt chia tay cô giáo Nguyễn Thị Sinh. Thay mặt cho hội phụ huynh học sinh thì chúng tôi đây sẽ có đôi lời phát biểu. Hôm nay là cũng là lần thứ hai mà tôi được dự cái buổi gọi là gặp mặt chia tay hiệu trưởng trường tiểu học Hòa. Theo qua trong bao nhiêu năm làm công tác về xã hội hóa giáo dục ở trường trong của bạn, nhưng mà tôi thực sự đây tôi tâm đắc nhất mà từ trước đến nay, mà trước khi cô sinh nhật chuẩn bị về nghỉ hưu thì cô phát biểu thế này: trước khi mà tôi được về nghỉ chế độ thì tôi làm thế nào để hoàn thành được là cái công trình xây dựng cho cái trường tiểu học của bạn này, cho cái nhà ba lầu của sinh viên và cái nhà ăn bán chú vậy này. Thế thì nói chung là thì đến hôm nay thì nói chung là cái tâm đắc và cái ý nguyện của cô sinh cũng đã hoàn thành. Đấy. Mà phụ huynh chúng tôi đánh giá rằng đây là một cái tinh thần trách nhiệm của một cô hiệu trưởng là rất cao. Thế thì cô loay hoay trong bao nhiêu năm, từ năm 2006 cũng đã không được rồi, nhưng sang năm nay cũng được thì đấy là cô đã được rồi. Thế thì cũng là thay mặt cho hội phụ huynh ấy, là trước khi cô phải hiệu thì là sang năm học mới tất cả các cháu học sinh là trường học của bạn được khai giảng được cái mái trường của anh là mới tại nhà ba rồi, là các cháu rất phấn khởi, mà phụ huynh tôi cũng rất là phấn khởi. Thì trước khi cô về nghỉ hưu thì thay mặt cho phụ huynh là chúc cô là về nghỉ chế độ luôn luôn mạnh khỏe để làm toàn những nghĩa vụ của anh là mẹ và ông bà trong một gia đình. Cuối cùng là chúc các quý vị đại biểu, chúc mà thầy cô giáo đón Tết Đinh Dậu là vui tươi lành mạnh. Tôi định hôm nay là lên là chỉ một số
cô mày hay đọc báo đọc sách như thế thì vào lại học báo chí. Những cái thời kỳ đó thì điều kiện gia đình khó khăn, mang hồ sơ đi lại học thì mẹ tôi có bảo như này: mày gánh hết cái ruộng lúa cho mẹ cho mày đi, chứ bây giờ đặt ra ai gánh cho, đúng không ạ? Thế là tôi trượt lại học. Rồi cao đẳng nông nghiệp Xuân Mai giấy báo tôi lên, họ đưa tôi vào khoa lâm sinh. Tôi bảo bố tôi đưa tôi từ miền xuôi lên miền núi để bây giờ bác phải đưa cháu vào rừng như này, tôi cháu cũng xin chào bác cháu về. Tôi lại về và bố tôi lại khuyên là hay con đi nghề đi để sau này con chữa bệnh cho bố mẹ với lại nhân dân. Và các ông chí tôi ra tôi nhìn thấy có một cái cáng nó khoanh của cái ông chết lắc lư lắc lư, để tôi lại khóc tôi bỏ về. Thế rồi cuối cùng là bố mẹ trên mãi về đi thương mại. Đấy là cái nghề mà tôi gắn kết với cuộc đời của tôi trong 34 năm 4 tháng với nghề dạy học. Và các đồng chí là trong quá trình đó thì các đồng chí cũng đã phát biểu nó nhiều rồi, thế nhưng có rất nhiều những kỷ niệm mà tôi không thể quên được. Ví dụ như là tôi ngồi tôi muốn nói chuyện, muốn tâm sự với các đồng chí rất nhiều hơn, nhưng mà cứ nghĩ yên đâu để hình ảnh mà xếp thì xếp cả cái năm này như thế, cặp cụi cứ cặp cụi xếp ra xong đấy. Tại vì đó thì cũng rất may là có chị Chiên là họ có trọng chủ tịch ấy, chị nhìn thấy tôi chị bảo ôi trời em ơi mày về đây à, may quá. Thế là lúc đấy bà mới chỉ vào ông Lê, ông Nguyễn Dư Khương ngày xưa làm hiệu trưởng trước làm tổ chức phòng giáo dục ấy, kia là cái ông hiệu trưởng. Tôi không hình dung sao ông hiệu trưởng sao mà giản dị thế đó, tôi sợ bà lừa tôi. Là trên phẳng đúng đấy ông hiệu trưởng đấy, và chính thức nộp cái tên à, nộp giấy giới thiệu cho chú Lê Nguyễn Dư Khương hiệu trưởng nhà trường. Và trong suốt thời gian công tác ở trên đó 83/4 thì là chủ tịch công đoàn nhá. Thế khi tôi chuyển về dưới này thì báo chí là năm ngoái tôi lên trường trường Vĩnh Thành kiểm tra thì có một em học sinh đó ra đó. Cấp 2 ngày xưa đó thì tôi nhớ nhất là chú Thưởng, hiện nay là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Định Cư. Thời kỳ đấy là chú Thưởng là dạy toán thì em tôi rất gắn bó với nhau, phải không? Liên cấp nhưng không có sự phân biệt đấy, rất đoàn kết mà thương yêu nhau. Thế cho nên là khi tôi về thì tôi rất tin tưởng nhau cả, bởi vì là dạy ở trên Tân Lập, sau đấy xuống lớp thứ nhất là phân tôi vào dạy lớp 1, năm thứ hai cho tôi dạy lớp 4, đến năm thứ ba cho tôi dạy lớp 5. À, vâng, cô phân đấu dạy lớp nào đâu cũng dạy đó, nhưng phải để cho cháu cố gắng đó. Bởi vì là từ ngày tôi ra trường cho đến khi tôi xuống thế này ở trên Tân Lập tôi toàn dạy lớp 5 thôi, cái số một cái người hạ tôi xuống đến lớp 1, đúng không ạ? Thế là cuối cùng tôi cũng vẫn phải cố gắng. Và tôi dạy lớp 1 có một phụ huynh người ta đứng ở bên ngoài người ta xem là cô này có biết dạy không. Trong khi đấy là con trai lớn của tôi, con trai thứ hai của tôi là cũng học ở trường đó, một anh nó đi học một em ngồi bên cạnh vì là đi gửi mầm non cũng khó, nên là xe đạp của hai con đi vậy. Lên lớp 4 cũng có phụ huynh, hình ảnh các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên học sinh luôn hiện lên trước mắt tôi. Đến giờ chia tay và vẫn nhìn lời chào. Khi ra đường tôi vẫn vinh dự được nhận lời chào của con chào cô hiệu trưởng à. Một dàn đồng ca mà tôi phải chảy nước mắt ra ôm đi tôi đi cổ vũ thì người đẹp thanh lịch đồng chí Ngọc chúng ta đi thi đấy. Tôi vừa bị tội ô đi từ dưới sân nhà văn hóa đi lên gặp học sinh của trường tiểu học đang và nó thành một cái dàn dần ca con chào cô hiệu trưởng à, khóc luôn không biết làm sao mà sướng thế, tự hào quá phải không? Đấy, cô đã dặn rồi, cô nghỉ rồi, cô vẫn làm hiệu trưởng nhưng em các con cũng quen, thành ra là trường này là học sinh nhầm cô Vân là cô Sinh và cô Sinh là cô Vân. Đấy, bây giờ đến bây giờ là cô Vân cứ bảo là cô chào cô học như thế. Tuy nhiên trong quá trình công tác không tránh khỏi khuyết điểm và sự không hài lòng của các đồng chí đồng nghiệp, rất mong các
tôi ngang với lại khuyết điểm. Bởi vì tôi ngẫm rồi đó, có làm thì mới có khuyết điểm, làm nhiều khuyết điểm nhiều đó, cho nên đạt được cái thành tích đó thì khuyết điểm ngang tầm như thế. Và đến giờ hôm nay tôi cũng không ăn nặng nhiều gì cả, cô làm thế là không đúng với lương tâm và trách nhiệm, và tất cả là vì học sinh thân yêu. Và cảm ơn hội cha mẹ học sinh đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục cùng với địa phương xây dựng trường giáo dục của bạn. Tôi xin nghỉ hiện tại các đồng chí, các tổ chức đoàn thể, chuyên môn và nhà trường, những lời tình cảm chân thành nhất. Xin kính mời đồng chí hiệu trưởng Vũ Thị Thanh Vân lên lời nhận quà, tuy là nhỏ nhưng mà khi các đồng chí họp lãnh đạo trung tâm của nhà trường, các đồng chí tiếp các bạn cùng cùng huyện về thì nhớ đến tôi. Xin mời đồng chí ạ. Rồi tất cả nhìn đây cháu ạ.